từ khách sạn này mình đi lên thủ đô của cái đảo này tên là Palma các bạn, biết xem có gì không. Mình đi xe buýt lên thủ đô mất 30 km, mời các bạn theo dõi. Bây giờ tới thủ đô Palma, đảo của Tây Ban Nha. Bây giờ vào đây xem hàng hiệu đồng hồ Rolex. Coi được cái nào không? 70 ngàn. Bao nhiêu tiền? 70 ngàn. Euro, 70 ngàn euro. Euro 70 ngàn hay euro là dữ vậy hả? Đâu mắc đâu. Xài được hả? Được, 70 ngàn ok. Cái này đẹp quá. Cái Pro à. Cái này giá này rẻ chút ha. Thank you.
bên đây có cây dầu ô liu cổ nè các bạn. To lắm. Cây cổ. Dầu ô liu cây cổ thụ luôn. To lắm các bạn. Rồi bây giờ tới giờ ăn cơm trưa nha. Bom này mà có gì kêu thêm. Rồi ăn xong đi dạo tiếp coi thành phố này có gì các bạn. Đó. Ghé rồi. Nó cơm à? Không biết cái kia nó vậy. Đâu đây, đây là cái, đây là cái. Đẹp quá ha. Giống hiệu ha. Chỉnh ha. Không, khi anh tự chỉnh anh báo là anh không có nhà đúng không? Giờ nếu mà ai vô nhà anh đó là nó sẽ theo người đó nó quay. Nó quay theo cái bóng hình người đó đi. Hay ha. Robot này các bạn. Nói chuyện với lá cây, nói chuyện với hạt. Phố này cũng giữ nét cổ, giữa thành phố có lâu đài và thành vua.
mình đang đi tới khu lâu đài và thành vua các bạn. Mình phải đi nhiều tầng cấp mới tới lâu đài các bạn. Trước mặt lâu đài Thịnh Vua đó các bạn.
cô đi mua sắm cả ngày không mệt, còn mình đi dạo hết thành phố gần 100.000 bước chân các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.